Thiên Sơn Lưu Quỳ Tích, điểm hội tụ tâm linh, cảnh bồng lai hữu tình, muôn sắc màu lễ hội. Sun World Bà Đen Mountain, nóc nhà Nam Bộ. Sun Group làm đẹp những vùng đất. Lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch trên đỉnh núi Bà Đen vào ngày 28 tháng 1 năm 2024. Kính mời quý du khách tham quan chiêm bái.